Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về việc tăng cường thực hiện quy định của pháp luật về xây dựng, kiểm soát an toàn nhà chung cư cũ, nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ, thường gọi là chung cư mini. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu người dân không được sạc pin xe điện qua đêm. Trước thông tin trên, nhiều sinh viên cho rằng việc cấm sạc xe điện qua đêm khiến cho cuộc sống sinh hoạt gặp nhiều bất cập. Nếu mà cấm sạc xe điện từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng thì nó khá là vô lý, bởi vì sinh viên sẽ đi học cả ngày và chỉ có mỗi thời gian buổi tối để có thể sạc xe được trong lúc đấy thôi. Đối với những sinh viên như năm nhất bọn em thì khi mà đi học từ sáng đến tối và có những bạn là phải đi làm thêm thì cái việc sạc xe điện của buổi đêm nó phải diễn ra một cách thường xuyên. Bọn em phải gửi xe ở ngoài sẽ phải mất thêm rất là nhiều chi phí. Thêm vào nữa là chỗ gửi xe khá xa nên là gây bất tiện khi mà chúng em di chuyển và đi học mỗi ngày. Bên cạnh những bất cập, nhiều ý kiến cũng tỏ ra đồng tình với quy định mới này. Tuy nhiên, vẫn cần phải có những biện pháp phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn, giảm thiểu những thiệt hại không đáng có. Theo như ý kiến của em thì em đồng tình với việc cấm sạc xe điện qua đêm, bởi vì nó sẽ đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ cho chung cư. Do lịch học của em là chiều buổi sáng nên em có thể tận dụng buổi thời gian buổi chiều để sạc xe điện. Em mong chủ chung cư sẽ có thêm những biện pháp tăng cường phòng cháy chữa cháy hoặc là có thêm những bảo vệ trực ca đêm để đảm bảo an toàn. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu khu vực sạc xe điện phải được bố trí riêng, bảo đảm khoảng cách an toàn với các xe xung quanh. Quá trình sạc xe phải được theo dõi để kịp thời xử lý sự cố cháy nổ.